Ở đâu mà kêu vậy trời? Thằng ơi, trời ơi, có thấy mày đâu, tao kêu mày quá trời luôn mà. Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kvlog nha. Xin chào cả nhà, đã trở lại với kênh YouTube Kvlog của anh mình. Thì hôm nay cả nhà mình với anh em mình lần trước đến á, thì mình thấy là mình cúng cái vong linh này, có vẻ như cái vong linh này họ cũng như là họ cũng hiền bớt cả nhà, cũng không còn hung dữ như mấy lần trước mình đến thì cứ xua đuổi ngược mình hoài. Thì cái lần vừa rồi thì mình đến với anh em mình thì mình thấy cũng hình như là cũng mình sắp là thuần quá được cái vong linh này rồi, cho nên là mình lần này mình đến thêm một lần nữa nha, thì mình sẽ cúng và cũng hy vọng là sẽ gặp cái vong linh này để mà mình có thể là mình tiếp chuyện, mình nói chuyện này kia, và mình hy vọng mình cũng sẽ khai thị được cho cái vong linh này nha cả nhà. Thì bây giờ hai anh em mình cũng sẽ vào bên trong, cũng như là trước thì cũng muốn quay vòng vòng chút xíu, cũng như là xem thử coi mình có thấy nữa y như lần trước hay không nha cả nhà. Thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bên trong với mình nha. Trước đây mình vô trước đây. Gió dữ ta. Ừ. Này gió quá. Không đi cái tướng gì ngộ. Gió khoan khoan, để anh đi trước cho. Mày đi sau lưng đi. Bữa hổm nó vô trước tôi thấy. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Những kêu gì nó không kêu, nó không thấy đường. Ủa mày kêu tao mày đâu rồi? Mày để cái đèn hết chân ngoài đó rồi. Ủa đâu rồi trời? Nhật ơi, mày đâu rồi? Mày kêu tao mày đâu có tiêu rồi? Ngủ quá trời cái thằng này. Nhật ơi, Nhật, Nhật à, nó làm gì tự nhiên bỏ cái đèn nó mất tiêu thôi trời. Nhật ơi, thằng này đâu rồi trời? Nhật à, kỳ vậy? Em đâu rồi? Như làm cái đụng tưởng nó dắp té gì không sao vậy? Nóng lát này chạy về trời, thấy gì mà chạy về giục cái đèn luôn hả?
Không lẽ bị ma giấu trời. Đừng có hù nghe Nhật, đừng hù anh nghe Nhật à. Hù anh hay gì à? Trời. Đừng có hù anh mà Nhật. Nhìn mắt vô chút xíu rồi nó mất tiêu nó trời. Ngộ vậy. Có gì giấu trên cây không? Này chắc chạy về hay gì coi. Mình lấy điện thoại mình điện nó thử coi. Kỳ trời. Đây. Kỳ lạ vậy. Kỳ vậy ta. Phải, nó chạy bỏ mình sao? Chạy về điện khuấy bắt máy với cái thằng này sao kỳ vậy ta. Không bắt máy luôn. Chạy kỹ chạy. Nó giục cái đèn lại. Bắt máy đi mà. Kỳ trời. Không bắt máy luôn. Lạ vậy ta. Không biết có bị cái gì hay không nữa. Kiếm giọt nữa. Không có về, không có phải. Kỳ vậy trời. Trường hợp lần đầu tiên mới gặp nha.
Cái này mình cũng không biết sao nữa cả nhà. Bữa nay mình không thấy cái bóng trắng đó mà tự nhiên cái thằng Nhật nó làm cái đụng cái nó mất tiêu luôn, kêu mình cái mất tiêu luôn. Thằng này nó hù mình gì trời. Không biết mày có làm gì sai không nữa. Bây giờ cái nhà mình sẽ cúng một cái nha. Hy vọng mình cúng mình xin. Nếu như nó thằng Nhật nó bị nó bỏ nó về á thì không có chuyện gì, nhưng mình phải xin cái nhà. Tại vì nó đúng nó chạy về nó mà phép máy chứ tại sao mình điện không được. Ông bà ở đây ơi, anh em còn đến đây chứ không có ý gì xấu hết trơn á, chỉ có muốn là cúng thôi. Tự nhiên em con nó mất tiêu à. Ông bà có giấu nó thì làm ơn cho con, cho con kiếm được nó đi. Tội nó đâu có làm gì sai đâu. Biết hồi nãy nó cho nó đi trước mặt mình được rồi. Nghĩ gì? Đây còn có cúng bánh nè, có nhang nè, cúng nước cho ông bà nè. Ông bà ăn, ông bà uống xong, cho con thấy nha, cho con tìm được em con nha. Trời. Nhớ gì luôn à, kỳ vậy ta. Nhỏ mục tiêu nó chào chết rồi.
tiêu luôn mà trời. Thằng cái nhỏ này nó mất tiêu luôn rồi trời. Bà ơi, nếu có dấu cho nó ra đi cả nhà, chết luôn cái này rồi. Bữa nay là cái gì vậy trời? Lần đầu tiên mình mới gặp trường hợp này cả nhà. Đi với mình rõ ràng mà, đi sau lưng mình mà kêu mình rõ ràng mà, sao kỳ vậy? Cái này nó giỡn mặt cái gì vậy trời? Nó hù mình hay gì á? Mình kiếm nó giờ bấy trên này chứ không thấy nó đâu. Nó hù mình hay sao á cả nhà ơi? Tiêm mất luôn rồi. Không thấy nó luôn á. Kỳ vậy trời. Về không cho hay. Chạy ngang đường xa mà sao đi bộ nổi mà đi bộ nữa. Chuyện lạ anh ta ơi. Chết luôn rồi. Bà ơi, đây có linh thiêng. Cho con tìm gặp em con đi cả nhà. Bà có linh thiêng cho con cùng gặp em không đi. Kỳ lạ thiệt chứ.
con này về mà ngon gặp nó một cái sao chắc chửi cho nó chập quá. Cái này nó hù mình nè cả nhà, nó dọ mình hay gì á. Nãy giờ mình chưa kiếm cái đây. Như đây là hồ. Kỳ dữ trời. Kỳ lạ vậy đó. Cái này cái gì vậy, nói với ông bà nội nó sao, trời chết rồi, trời nhỏ mất tiêu rồi trời. Chết luôn cả nhà ơi. Mong là ông này ông hù mình thôi. Có gì chết mình luôn rồi. Nhật à,
trốn đâu mà đừng có hù anh cây Nhật. Con bà hút mặt hút mày làm ơn độ cho con tìm đấy anh Nhật. Vợ ở đâu mà kêu gì trời? Thằng ơi, trời ơi, có thấy mày đâu, tao kêu mày quá trời luôn mà. Đi qua đi lại, kêu không được. Trời, sao mày đem xuống đi? Tao không biết làm sao nữa. Sao tao leo lên chảnh đây? Để tao lên chảnh tao coi coi mày sao vậy? Ôi là trời, sao mà tao tới gần đó gì vậy? Tao gọi mày nãy giờ quá trời tao không thấy mày. Ôi trời, sao tao leo lên? Sao mình lên tới này được hay vậy? Ôi trời, thằng ơi, mày nằm vậy đó hả? Nội ơi, nãy tao nãy 4-5 lần luôn. Từ từ nè, từ thôi. Ôi là trời, cái gì đâu mà cái giấy. Này đây nè. Tao thấy một cái nghe mày kêu đây, cái đèn ngoài này mày mất tiêu mày luôn rồi. Tao tới nó mày chạy mày chưa bỏ về. Trời trời. Từ từ nghỉ mệt chút đi, sao bị cái thằng này. Đại đi qua rồi. Đừng lại xuống cái. Trời. Từ từ xuống, nghỉ mệt chút đi. Mày sống cái cây gì vậy mà lên được hay vậy? Kêu bọn mình không nổi. Ủa sao cái đèn tắt luôn rồi? Dạ. Xuống được không? Để từ từ leo từ từ xuống.
cũng một kìa, cũng cứng cái nào cứng cứng lên. Cái đèn bị gì tự nhiên tắt ngang ngoài chợ. Kỳ vậy. Có nhánh nè mày, có đây tao cái đèn nó bị gì nó gọi, cái đèn gì bị tắt quậy nè. Nó nặng rồi trời. Gì vậy? Cái nhánh gãy chứ nó đạp lên nữa. Từ từ xuống. Cái đèn bị tắt quậy nè. Nó lên tới trên đó vậy. Mày nói về trên này mày gặp tao kêu mày thấy tao kêu mày không? Nghe không nghe. Nút cái công lược tin lấy kiếm. Lấy cái gì chọi cho anh với mà nút cái công lược kêu không được nữa. Ông mẹ nó tưởng là mày chạy gì mà mày hù tao mày trốn cái gì không à? Dạ, tao điện mày bao cũng cút luôn. Em đâu có rảnh đâu à. Ôi là trời. Rồi coi có cổ nó bị chày gì không? Bị chày đi nè. Máng dính trên đó vậy trời. Trời ra chiếc xe ngồi đi. Lấy dép em dùm. Nói nhiều kiếm quá trời luôn, tao kiếm quá trời luôn. Tao nghe cái lưng một... Thấy đi qua lội hoài, kiếm ra hoài, thấy không? Thấy ông gọi lên đọt cây, gọi lên đọt cây, tưởng là kiếm thấy em rồi. Thấy đâu, em. Thấy gì đâu, thấy gì nó sáng sát, mấy cái nhánh cây không thấy gì đâu. Đang giết nó nè. Trời trời, kiếm dép cho nó luôn. Kiếm nó xong rồi tao kiếm dép. Nè. Đâu rồi? Nè mày cầm cái máy đi, tao giống tao dẹp cái máy kia. Cầm được không? Còn cầm xuống sức cầm không? Kỳ vậy trời, xuống nay có vụ này nữa. Cái nhà giờ mình dọn đồ nha. Bữa nay cái đèn bị gì hoài không biết. Thôi thì được. Cảm ơn rất là nhiều. Đèn tắt hoài đúng trời. Nhỏ này kè tôi cho trời. Nhà hơn nửa tiếng hồn mà nó kiếm được gặp Nhật cái nhà. Trời trời gần 40 phút luôn. 50 phút. Thôi tắt cái máy đó đi. Biết tắt không? Mình sao rồi? Thấy mình sao? Trời trời, con nhỏ nó lự đự trên kìa trời. Tắt đâu còn đang quay nè. Tắt. Em đi qua, ôi trời, kiếm không thấy luôn hả? Tao dội mày chảnh tao gọi đèn luôn, có thấy mày đâu. Nằm mày mít đâu có đợt không. Cái lúc mà anh đi vô á, em thấy cái gì con có ai đi ra hay gì á. Em mới kêu anh ba ơi là một cái gù là em không biết sao mà em nằm chảnh luôn. Em ngoái lên tính kiếm anh chứ. Em ngóc cái đầu nó đâu có được, như có ai đèn thổi em xuống này nè nhúc nhích. Tao thấy cây đèn nó rớt ngay trên cái gốc cây mà trứng cá kìa. Nó cho nên tao mới gọi cái trứng cá tao coi có một màn chảnh không. Mà tao kiếm đi kiếm lại 4-5 lần luôn chứ không phải 1-2 lần nữa. Em thấy anh đi hoài lợi sao không? Hoặc kêu là kêu không có đủ như có ai mịt miệng lên á. Cứ mỗi lần mà gồng lên thôi, muốn nhúc nhích thôi, muốn kêu anh là
vậy thở không nổi, mà làm im thì thôi. Rồi anh biết sao, em ngồi em nằm để em phạt ăn cắp. Rồi tới lúc họ kêu anh được cái thở ra cái khì nhúc nhích được á, là cái cổ em nó bị quẹt vô cái cây nè. Em mới nhúc nhích được, em mới gán em gọng cái em kêu anh á. Tao đang cầu mong, tao nói là mày trốn về á, chứ tao sợ những cái gặp cái chuyện gì. Trốn về em về bằng gì trời. Như cái nhà bây giờ bữa nay anh em mình nó bị một cái này, mình không biết muốn cái lý do tại sao á nha. Mới trước mình lại mình thấy là cũng được, không có gì hết. Mình thấy mình lại là cái vong này có lẽ là nhìn cũng rất là hiền đó nha. Mà không biết em mình đi phía sau lưng của mình nó như thế nào mà mình không biết. Tại vì cái lúc mình đi vô á thì mình cũng như bình thường thôi. Mình đi vô mình đâu có nghĩ ra chuyện gì đâu. Mình cũng chưa gặp cái tình trạng này lần nào chứ. Mà từ trước tới giờ luôn mình đi quay tâm linh là chưa gặp tình trạng này. Lần trước đi vô với anh có gì đâu. Thì đi vô em tính đi vô với anh đó. Anh đi vô trước thì em đi vô sau mà. Bước vào gần tới đó là em nghe tự nhiên là cũng như là có người không cho em vô xô em ra, cái là mới gán kêu em ba ơi là rồi em chả nên không biết sao toàn đây em kiếm không thấy cái gì, thấy đèn pin nằm dưới à, anh đi anh lụm đèn pin gán kêu anh luôn đó mà kêu không có được, kêu cái là thở không có nổi, như ai bịt miệng rồi mà đèn em cứ ngắt vậy đó. Tao gọi tao kiếm trên cái cây đó 4 lần, thấy anh gọi 5 lần lên, thấy anh gọi lên là tưởng là anh thấy em gọi anh leo lên thôi. Ai vậy anh đi lại ngay luôn, anh ra đó em còn biết anh ra đó nữa mà liếc con mặt em là biết anh ra đó, gọi đèn ra đó kiếm em đó. Tao kiếm vòng 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 tao giải vòng vòng, tao đốt nhang tao cúng, tao xin xin nó như mà có thật sự là giấu mày thì cho cũng như là cho tao thấy, mở mắt cho tao để nhìn thấy, nhiều khi tao che mắt tao nhìn tao không thấy nữa đó. Cho nên là nó ngay hôm bây giờ vậy cũng mừng rồi, thấy có mừng ngừng sao mệt không. Đúng rồi, hơi nhúc nhích không được, gồng nhiều quá thì nó mệt, nó hơi mệt chút xíu khỏe gì. Cái này là cũng như là cái nhà ở đây cũng như mà lần đầu tiên của mình, là mình từ lúc bây giờ mình đi quay về tâm linh là tính ra cũng là hơn 2 năm, gần 3 năm rồi đó nha. Thì cái lần này lần đầu tiên mình mới gặp được cái cảnh này. Mình lúc này là lúc đó là mình cũng chưa có dám nghĩ là bị ma giấu, là bị quỷ gì giấu chứ. Mình chỉ nghĩ là Nhật nó chọc ghẹo mình thôi, nó giống như là nó phá mình thôi, nó chạy về nó giải bộ nó trốn cho mình để mình kiếm nó thôi. Nhưng mình nửa tin nửa ngờ, mình vừa nghi ngờ là do vong linh giấu, còn mình, cái thứ hai nữa là mình đích nghĩ bên cái mặt tích cực á thì là nó bỏ nó về thôi. Mà nghĩ đây về nhà xa lắm, không lẽ đi bộ về, mình điện 3-4 cuốc không được nữa. Mà cái thứ hai nữa là cái đèn pin nó tự nhiên nó rớt nằm chỗ đó, nó về nó cầm đèn pin theo nó về chứ tự nhiên nó bỏ đèn pin chi. Nó, cái đó của mình cái khả năng mình nghi ngờ là bị cũng như là vong linh họ giấu, cho nên là mình đi tìm suốt 40 phút cả nha, 40 phút như vậy đó. Mà khi giờ khi mình nghe được cái tiếng kêu ú ớ, mình rõ ràng mình mới đi ra mình đảo vô mình không thấy đó, nhưng mà hồi mình đảo vô tới vòng thì nghe ú ớ trên thì ra thì gặp một em nó nằm trên cái cây á, kêu mình đợt thở cái khì ra là cũng chết của mình, nó thở được cái nó nhẹ nhõm, là biết là buồn em ra hay gì đó, chứ cũng như có ai mà ngồi trên người em gị em lại, em nhắn đầu em xuống bịt miệng thôi, không có cho em kêu anh. Mà tới hồi em niệm Phật một hồi mà em thấy nhẹ nhẹ rồi, cái tay em hơi nhúc nhích được rồi đó, em mới dám kêu anh, em gán kêu anh thử nghe chưa, kêu anh ba ơi là em thở cái khì vậy đó. Là em quay em vào mà em cũng không biết sao, em không biết sao mà em lên đó được. Nếu em leo lên thì em biết em leo lên chứ sao, không biết đường xuống, tụt xuống cho lại chứ. Mà cây đó nó mục, cái trên tàn nhánh mục không, nhánh khô không nữa. Mà sao ông hên, ông bà đổ hay sao, nằm ngay chân ấy nhánh đó. Như thế cả nhà, bây giờ thì em mình cũng mệt cả nhà. Cũng như là, cái này là cũng như lần đầu tiên trải nghiệm cả nhà. Thì cũng rất là hồi hộp, cũng như là sợ cái thứ nhất là sợ, cũng như là những cái vong linh ở đây họ không thích. Không phải là họ không thích, là cũng như là họ đề phòng mình đó nha. Thì thường thường thì mình cũng hay đến đây lắm, nhưng mà không biết là hôm qua, hôm trước nữa là mình có đến đây á, thì mình quay thì mình thấy không gì hết, nhưng mà lần này tự nhiên lại như vậy. Chắc có lẽ lần sau mình sẽ trở lại, mình tìm rõ cái nguyên nhân đó nha. Thì hy vọng là lần sau mình sẽ cùng em mình sẽ giống như là lấy một sợi dây của mình cho em mình nó đeo, mình đã có thai 2 sợi lần, thì để cho em mình nó vững hơn, cái như là nó không có bị cũng như là cái những cái vong linh họ tấn công được. Thì bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi về cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, xem video hay hấp dẫn thì cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Thì bây giờ các bạn ở nhà nha.
bé bay nổi không? Tâm này.